Dạ, em tên là Lê Trung Tính, hiện tại năm 27 tuổi và em là cán bộ văn hóa thông tin ở ủy ban phường 12 quận 6 À, còn em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Nguyệt Nga, em 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Rồi, hai em quen nhau trong trường hợp nào ta? Hai vợ chồng em quen nhau trong buổi học đầu khóa năm 2010. Thì lúc đó là em thì đi học đó, em ngồi bằng đầu, chồng em thì lúc nào cũng ngồi cuối lớp á. Là cá biệt, đi học trễ nè, hay nói chuyện nè, hay chút tiếp nè, đủ kiểu. Cái ông ấy trong cái hội trường rất là lớn, thì ông ấy chạy lên, ông ấy xin em chai dầu gió. Sau khi trả em thì nói là trời lớn thì xài đồ nít. Trời ơi, sao lại xin, tại sao không mượn một cô khác mà lại mượn cái cô này cái chai dầu gió? Phải, tại vô thì cái buổi đầu tiên đó thì chung là cũng nhiều bạn lắm. Mà có bạn này cũng là dạng hot girl ở trong cái trường á, đúng lắm. Thì vô thấy bạn cũng dễ thương, thì mình cũng bộ nhức đầu đó, mình lại xin mượn chai dầu. Mà cái dầu, một cái dầu nhỏ xíu thì giống như cái dầu em bé đó chị. Đấy, không mà lại cũng ghẹo ghẹo, lớn thì xài dầu nít gì. Đấy, mà cái đó chiêu thức của em. Chiêu thức thôi chứ đâu có bệnh hoạn gì đâu. Cái chai dầu lớn, chai dầu bé đâu liên quan gì tới dùng cho người lớn với người nhỏ đâu. Mà ông này á, ông vừa đâu ông, lúc mà em lấy cái chai dầu á, ông nói gì nè, đưa tay đi mình sơn móng tay cho. Em quay lại móng tay ông sơn một bộ. Em cái trời, học thì không lo học, đi học đi về cho người ta học gì mà ông ngồi sơn móng tay nữa. Tại vì á, em sơn cái đó là sơn bóng để dưỡng móng tay á mà. Sơn bóng cho nó bóng hả? Dạ. Sơn dưỡng móng tay. Sơn dưỡng đó. Riêng em thì em ấn tượng gì về cô gái này? Chung là trước á thì em cũng để ý dễ thương thôi, mà tại trong lớp á nhiều bạn rất là để ý vợ em giờ á, xong cũng cá kèo cá độ với nhau. Ở giờ rồi coi đứa nào cua được nhỏ này, xong rồi vì cái độ đó mà hôm qua em ngỏ lời làm đủ cách đi quen vợ em, cũng mời đi ăn đi uống này nọ mà khó lắm, mời hoài không thèm đi, mà đi cho em ngồi đợi đợi hoài, mà đợi mà mũi chích mày nó muốn điên luôn. Tại vì em thích ông này, em biết trước đó, ý là trong lớp đó thì nó cũng đông lắm, là em biết được là cái anh này á là tán mình cho có mục đích rồi, mình chứng tỏ mình với các bạn trong lớp với các bạn cùng trường cùng khóa đó, em ghét lắm. Đuổi em đi ăn cho đợi, đợi hoài lên nói là tôi không có ra đâu cho đừng có đợi. Mà ông chịu khó đợi, mấy đứa kêu là thôi mày không xuống, mấy con nó lên trên phòng với thầy tìm thấy thì thầy la. Thế thôi em chờ hơn một tiếng hộ, ông không chịu về em cũng đi xuống. Đi xuống mà em đi ăn nha, một lần em đi ăn em ăn hoài luôn. Em ăn từ ăn lẩu nè, xong em qua ăn bánh mì, xong em bánh lăng, em uống sinh tố. Em ăn một giây vậy đó, em biết ta sẽ ăn cho khi nào mà không còn tiền nữa, bỏ tay thì thôi. Mà em đi ăn á là em biết là ổng không thích bún mắm nè, không thích cháo lòng nè, không thích hộp vịt lộn, em cứ đè những cái món ra ăn thôi. Sáng mà rủ là em chỉ đi ăn cháo lòng, ăn bún mắm. Ông nói chợ con gái đứa sáng ăn món thú rình, ông nói vậy đó. Tối là em bắt đi ăn hộp vịt lộn. Ông ăn hộp vịt lộn mà ông chưa có ăn á, lần đầu tiên là hất tung cái bàn bỏ chạy, bay hết cái quán người ta hết sạch. Ủa sao vậy, không biết ăn? Tại em thấy cái trứng vịt lộn mà cái trứng nó, cái con lộn nó bự quá mà lông lá không à, em nhìn em sợ. Bao lâu thì tụi em mới có cảm giác là không ghét bạn này? Chắc cũng lâu á chị, đến lúc mà bạn đi nghĩa vụ á thì là có một chút tình cảm với bạn này là bắt đầu từ đó. Là mấy năm? Là mấy năm? 3 năm không? Khoảng 3 năm 4 3 năm 3 năm. 3 năm 4 năm chắc cũng tàn mạc à. Ăn quá ăn mà dắt đi ăn quá trời ăn. Nhưng mà tại sao mà vừa mới cua được cô này á mà em lại sẵn sàng em đăng ký đi như vậy? Em không sợ nếu em đi ở nhà mất cái bạn này sao? Lúc đó thì cái tư tưởng em thì lo cho chuyện lớn hơn là người yêu của mình rồi đó, lúc đó nên gác qua hết để mình đi. Trước khi bạn đi á lại có khuyên lại nó à, thì những trường hợp đi thì người ta rất là khổ, nó không giống như là mình ở nhà được bao bọc đâu, nhưng mà bạn vẫn quyết định đi. Lúc mà đi ra ngoài cam ranh á là em cứ bình tĩnh ở nhà, không có trao đổi điện thoại được, ở đó là cấm mà. Em cứ kệ bạn ngoại, cha mẹ có đi thăm nhưng mà em thì không đi, em chờ cho đến lúc mà sắp hết cái giai đoạn ở ngoài á em đi thăm. Lúc mà bạn gặp em mà khóc khóc như mưa, em nói thôi đi về đừng có khóc nữa. Tại vì chờ đợi nhiều người đi chung khóa mình á, lúc nào cũng có người yêu lên thăm này nọ. Mình đi nhìn lại chả thấy ai, cô đơn đó. Xong rồi cái khoảng lâu lắm rồi, gần lúc mà mãn cái 3 tháng tân binh á mới lên thăm em. Thì lúc đó là mình cũng hơi bất ngờ, cũng hạnh phúc. Khóc đây là khóc vì hạnh phúc đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đi bao lâu thì em mới về? Dạ lúc đó đi 18 tháng là về luôn. Dạ về xong rồi gặp lại vợ, kêu vợ cưới mà kêu hoài không thèm cưới. Cái em nghĩ trong đầu á, con nhỏ này nó quen mình chơi sao á, không thèm cưới. Rồi có cầu hôn không mà tự nhiên kêu người ta lấy mình? Trời ơi, anh nghe nè, ông này ông cũng có lãng mạn như người ta là anh cầu hôn em bó bông hay cái gì, thôi cưới đi.
trời, lâu quá rồi, quen hết đời trai con người ta mà không cưới. Đúng rồi, ta nói đúng mà. Sao là em có nói là trời thì từ từ, còn trẻ mà giờ sao mà lúc mà mình cứ đi làm như là từ từ tính, mà không chịu, có là ngày nào cũng đi làm. Em thì làm về trễ hơn một chút là 6 giờ mới về đến nhà, còn chồng em thì khoảng 5 giờ thì chồng chạy về Biên Hòa, ông mới làm hết việc nhà xong rồi ông mới ra trước cái nhà em ở gần chợ á. Thế là ông ra chợ, ông nói chuyện lung tung người chợ, ông ngồi ông chém gió, ông mang kem ở trong kem của trong nhà ra, ông mời người chợ vậy đó. Trời, xong rồi ông hào phóng lắm, rồi nói chuyện xong rồi cả khu chợ biết tới ổng. Trời, người ta hỏi em bao giờ cưới, xong rồi mẹ em nói với ông này là ở trên đấy hết gái rồi sao mà đi xa vậy con, về đây lấy con này. Rồi sau đó thì bao nhiêu lâu thì hai em mới bắt đầu đám cưới? Từ hồi quen nhau đến lúc lấy là 6 năm. Một sáu năm hơn, 6 năm hơn. Sau cưới vui không? Có kỷ niệm gì sau khi cưới không? Cưới nhiều cái nó nhức đầu lắm. Tức là cái đám cưới thứ hai là đám cưới nhà chồng, sau lúc em về phòng, điều đầu tiên em thấy là một bức thư tình của ông này dài 12 trang. Cho ai? Viết cho ai? Cha ai viết cho ông này? Xưng anh em yêu anh, cảm giác câu nói nào của anh trong đó làm sao ghi hết. Tức là kết thúc bức thư là dù gì đi nữa thì em vẫn chờ anh. Trời đất ơi. Ủa nhưng mà bạn là cái bạn đó là bạn của em hả? Dạ, cái bạn đó là đồng nghiệp chung cơ quan em. Thì bạn đó là con trai, mà nói chung là đồng nghiệp với nhau thì mến với nhau cũng là bình thường thôi. Ông này em thấy em đọc được bức thư ông hoang mang lắm, cái nét mặt của ông em buồn cười, nhưng mà em đọc xong rồi thì thôi, em cũng để đúng chỗ đó và em cũng không nói năng gì cho tới bây giờ. Tức là ông biết em đọc nhưng mà em cũng không có khiển trách hay trách móc, và em cũng không nói với bạn kia, tức là chúng ta cứ giữ mối quan hệ bình thường. Rồi các em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng 6 tháng mới à? Dạ đúng rồi, 6 tháng về ở chung với nhau có tính xấu gì lòi rau? Có vợ em lòi ra nhiều lắm, cứ hay mò víu em á. Mò gì? Mò víu. Nói cái chữ đó mà cũng không hiểu nữa. Không có rõ, không có nghe. Có ngày cái mò hoài mà em bực mình luôn. Em nói mò gì mò hoài á, lúc nào cần mò cũng mò, không cần cái lại mò hoài. Rồi đúng là cái cực thì hay nó khó chịu, cái càm dạm hoài à, nhức đầu lắm. Nên em đi làm về cũng mệt, thì vợ làm gì cũng mệt, từ từ dọn cái phòng ở hai mình á, từ dọn về phải bắt cái này bắt cái kia mà phải làm liền à. Phải làm sạch sẽ sạch bông luôn mới chịu à. Chứ làm mà qua loa là không có đâu, cứ lầu bầu cằn nhằn nhức đầu. Rồi khó khăn gì á, có khi nào mà cổ ăn hiếp em không, có la mắng được không? Có làm quýnh em luôn chứ. Chưa quýnh là hồi xưa thôi, còn bây giờ hết quýnh rồi. Tức là em đang căng thẳng công việc, đi về em vẫn làm trên máy tính vậy nè, ổng ngồi sau á, tức là mình đang tập trung lắm, ổng cứ ngồi sau, em ăn cái này đi, ăn cái kia đi. Em quay ra, trời tránh ra, ta đang làm gì, ông cứ ăn hoài vậy, ông ăn bằng mình không đi. Cái ông giận, ông cất đồ ăn thì ông lên giường nằm luôn. Hồi đó là tính xấu của vợ, còn nữa không? Bây giờ có người đó xấu, cái vợ cũng hoàn hảo cũng nhiều. Nhiều đó đủ rồi. Thế còn ông xã em sao? Ngoài ngáy ra thì ổng còn vợ với thun đó anh. Ví dụ mình nói một là một. Đúng rồi. Không phải với mình ai đâu, ai cũng vậy á, dễ thun muốn mò luôn à. Khi nào em hối chạy cho nướng tí nữa đi, lúc nào ông đi trễ so với người khác hết á, chưa kể là nói được không làm được. Ông nói em từ hồi mà quen nhau, ông nói là anh sẽ bỏ thuốc từ năm 2010 đến giờ 8 năm rồi chưa bỏ. Có vợ đẹp gì nè, có ghen không? Có ghen không? Trời, cái này em phải nói chứ, em đi xe rước công ty á, cái xe gì có 12 xe, 12 có 12 người thôi à, em đi xuống ông rước em, tức là ông không để cho em đi xe máy, nhưng mà ông rước em nhìn. Trời, ông giống nhìn bà nè, có vấn đề gì mới nhìn nhau vậy thôi chứ không thể nào nhìn vậy đâu. Ví dụ như người ta nhìn á, anh mắt bình thường, chẳng hạn em nhìn anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân là mắt bình thường, còn nhìn mắt người ta đá đó khác rồi nha. Trời ơi, nhiều khi ông bị tật rồi sao? Cái đó không biết. Em mà nghe điện thoại á, thay vì người ta cũng tế nhị là người ta chờ vợ mình nghe xong, người ta sẽ hỏi là ai hay là ai vậy em có làm sao không, người ta đang nghe điện thoại tay này, ông đứng trên tay này nè, ông nói là ai vậy, ai vậy, cứ vậy hoài. Đưa cái điện thoại cho ông nghe luôn. Đúng không? Ngày xưa ông còn đập em cái điện thoại luôn, đập điện rồi. Thoại ba em mua đập luôn vậy, xong mai đi mua cho em cái khác cũng vậy à. Vậy đó hả? Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em mong muốn ông xã thay đổi thì rất là nhiều, nên là em chỉ có thể nói đơn giản là em mong muốn ông xã là một người giàu. Giàu là giàu về ý thức. Ý thức ở đây nó rộng lắm, tức là khi mà anh có ý thức về tất cả phương diện á, thì anh sẽ hoàn hảo hơn cho con người của mình thôi. Thực ra thì đối với chấm điểm khó thì em thấy chồng em đã là 50% của người đàn ông hoàn hảo rồi. Thì bây giờ chỉ cần cái động lực để cho anh thay đổi nốt 50% còn lại thôi, thì anh sẽ ok. Thế còn em?
vợ em thì cũng là ok rất nhiều. Chỉ mong muốn một điều là bớt nhây mà bớt nói. Nói một lần thôi chứ đừng nói nhiều lần quá mà em nghe em mệt lắm. Em chỉ mong vậy thôi. Mà ở đây á, vợ em á, thực sự nói ít á, thì vợ em mong em hiểu nhiều. Nhưng mà chị nghĩ là với chồng em á, em đừng có nói ít, em cứ nói nhiều để chồng em hiểu đi. Nãy giờ chị cảm nhận như thấy em á, còn vô tư lắm, còn trẻ trung lắm. 27 tuổi vậy chứ mà thấy chưa đâu. Tại vì cái người đàn ông mà em muốn họ trưởng thành phải trên 30. Đó chứ còn 27 tức là từ 30 đổ xuống vẫn lúc nào cũng giống như là trẻ con vậy đó. Thường là những người như vậy á, là em phải nạp vô từ từ. Em phải thấy cho bạn thấy những cái khó khăn, những cái phức tạp của cái cuộc sống này. Nếu như mà mình có một cái gia đình, mình phải chống chọi. Đó thì từ từ, chứ còn bây giờ để bạn ấy tự nạp vô á, thì chị nghĩ là được chứ không gì á. Nhưng mà nó lâu, thì tại sao mình để lâu làm chi? Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Chúc hai đứa mau có con nha.